Hôm nay đi vô nhà anh Khoa, đi với anh Khoa đi ra hát cái chùm ruột nè mọi người. Dạ. Đó, anh Khoa. Sao vậy? Sao lọt hả? Cái này mình có cái giọt gì không trời? Hay là mình hướng đại đi nha anh. Em thấy hướng đại dễ hơn phải không? Trời ơi, trái này bự không luôn á. Quá ngon chứ. Mà thường thường là trái nhỏ nhỏ cũng được rồi. Hôm ngày mẹ mua gì mà 700 kg luôn rồi đó. Ủa, trên đọt hay sao phải tới? Hay mình chọt cho nó rụng mình lụm được không? Dạ. Ủa, mới đi làm gì luôn hả anh Hoa? Gì hả? Nãy chá mới chạy qua 7 chưa? Dạ. Đi xem cái gì hả? Ủa, anh leo lên chảnh luôn hả? Hồi anh xuống anh cột cái này đi, em giật cho lẹ. Tự nhiên đang nằm ngủ chứ thiếu. Tưởng là sửa mới đây sửa là tủ lạnh xong rồi chứ. Trời ơi, cái chùm ruộng này quá trời luôn ta, trái bự. Dạ, để tí kêu anh Hoa anh làm. Tại con chỉ anh sửa tủ lạnh vòng vòng xóm con ơi, anh sửa nhà con nữa nè. Nên con chỉ vòng vòng trong xóm á. Dạ. Dạ. Ủa, đằng nãy là cầu cứu khổ cái gì, gì lò gèn không mới biết. Quá đã vậy anh Hoa. Kinh cứu khổ. Trời ơi, trái nào trái nấy kìa. Trái bự không. Đây. Đã ghê không. Trên cao quá, có mình anh Hoa. Anh leo anh hái, mình không leo. Đây nè, cây chùm ruột quá đã luôn. Trời, mấy trái này bự bự, trái này làm mứt ngon lắm mà. Anh không chừa là mứt hả? Gì hả? Mà lúc về mua chùm ruột đi. Làm cực lắm hả? Mẹ làm trưởng ký ăn mà làm biến. Dạ, chua không? Trời ơi, ăn trên cây luôn á. Siêu vậy, ăn thử. Chua lè, chua lét. Anh hỏi anh xuống anh cột nè anh. Anh cột xong rồi anh đứng lên dẫn anh. Hả? Nhiều hả? Dạ. Con không biết cột không con nữa không. Cái này em cho nó bự, còn vợt chống nhỏ. Dạ. Ôi cái cào nè. Hổm ngày mẹ con mua giùm bà đó cũng cả 100-200 kg rồi đó. Mấy người mà hai bệnh đau nhức gì đó, cái ngâm rượu vậy đó. Ngâm rượu bụng. Ngâm rượu thuốc gì đó. Anh thấy keo quá trời phải không? Đúng rồi. Chắc là nó bị tan phần thịt hết trơn rồi đó. Tôi ngâm trong cái hũ cho nó đủ thứ á. Dạ. Đau bụng cũng dễ tiêu. Dạ. Quá trời cái chim cục đó. Ê, có cây thang này đỡ ha. Có cây thang đỡ ghê. Không có cây thang gì cả. Anh đang hái tay tới cho anh hái hết đùm đó đi. Nè anh. Dạ. Nãy giờ hái được một túi luôn nè. Chùm ruột quá trời luôn nè. Thôi anh hái xuống rồi nè. Trái này trái bự bự không?
tại không ai ai hái rồi không ai đi chợ bán chứ. Vì khèo hay gì bà? Cho nhỏ cháu nó nói nó muốn khèo. Dạ. Tôi ít trái à. Nó chín quá nó hư nè. Dạ chín quá, này chín quá ha anh Hoàng. Nhưng mà cái túi gì? Thấy mắc kìa. Làm bí khèo lắm. Ăn không có nhiều, khèo mới nhiều. Làm biến ăn. Ồ. Uống gì hết, không bán. Ồ, nó bị hư cũng nhiều quá nè. Tại nó chín quá chín rồi. Ừ. Mấy cái trùng được quá trời luôn. Nguyên một bịch. Nó bị hư nhiều quá nè. Dính quá rồi. Ồ, vài bữa nữa là còn cây không á.